Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu thêm và di chuyển ra phía đông, mang hơi ẩm vào đất liền, gây nên sương mù xuất hiện vào sáng sớm tại Bắc Bộ, làm tầm nhìn xa giảm nên các phương tiện tham gia giao thông cần phải chú ý. Ngày giảm mây và nắng, chiều tối vẫn còn có những cơn mưa nhưng chủ yếu là mưa nhỏ ở diện hẹp. Dạng thời tiết này sẽ còn duy trì trong vài ngày tới, do vậy mà các hoạt động ngoài trời, nhất là vào buổi sáng, các phương tiện tham gia giao thông cần phải cẩn thận. Không khí lạnh suy yếu nên tại các tỉnh miền Trung mưa giảm nhiều, chỉ còn xảy ra mưa nhỏ vài nơi ở các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế. Ngày giảm mây và nắng, đêm và sáng ở khu vực này trời lạnh. Còn tại các tỉnh khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, thời tiết ít có sự thay đổi, đêm không mưa ngày nắng. Với thời tiết tốt khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và phương tiện tham gia giao thông cũng như các hoạt động du lịch. Trong những ngày cận kề thời tiết giáp Tết Nguyên đán, thời tiết ở đây phổ biến là ít mưa, ngày nắng, độ ẩm cho không khí xuống thấp, mọi người dân cần phải đề phòng nguy cơ cháy nổ xảy ra. Đến với khu vực vùng cao Tây Nguyên, trong đêm nay và ngày mai thời tiết chưa có sự biến đổi nhiều, đêm không mưa, đêm và sáng trời vẫn còn lạnh, còn ngày nắng yếu và trời mát. Trong vài ngày tới thời tiết ít thay đổi, khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch. Khu vực Nam Bộ trong 24 giờ tới, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm có xu hướng là tăng nhẹ, trời ấm dần hơn ngày nắng. Riêng ở tại khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nơi nắng, hơi nóng, đêm không mưa. Với thời tiết này thì khá là thuận lợi cho những hoạt động ngoài trời, sắm sửa cho ngày Tết và cả du lịch. Thưa quý vị, cứ đến hẹn lại lên, mỗi dịp xuân về, thành phố Hồ Chí Minh cũng dường như khoác lên mình một chiếc áo mới. Điểm tô thêm sắc màu rực rỡ đó, không thể thiếu đi những sắc hoa nở rộ khắp mọi phố phường. Và đường hoa cũng dần trở thành một trong những điểm đến thu hút người dân thành phố và cả du khách mỗi khi đến với thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, đường hoa ở tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở cửa phục vụ quan khách từ 19 giờ ngày hôm nay cho đến 22 giờ ngày 22 tháng 2, tức là mùng 4 Tết. Để ghi lại được những bức hình đẹp, du khách nên tham quan đường hoa vào khoảng thời gian sáng sớm hay là chiều mát, bởi lúc này thì trời không quá nắng gắt mà cũng không có đông đúc khách tham quan. Tiếp nối bản tin ngày hôm nay là thông tin thời tiết vùng du lịch trong đất liền và hải đảo trên cả nước vào ngày mai. Ở tại khu vực Tây Bắc, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét. Ở tại khu vực Sapa có mưa nhỏ, nhiệt độ là từ 11 đến 18 độ. Ở tại thành phố Tam Đảo, thời tiết cũng có mưa nhỏ nên sẽ gây ảnh hưởng phần nào đến hoạt động du lịch trong vùng. Nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 15 cho đến 19 độ. Tại Điện Biên thì không mưa, nhiệt độ trong khoảng là từ 14 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc thời tiết có mưa vài nơi, trời lạnh. Các hoạt động du lịch ngoài trời cũng như là giao thông về đêm và sáng sớm cần phải hết sức lưu ý. Ở tại khu vực Hà Giang thì có mưa, nhiệt độ là từ 18 đến 26 độ. Còn ở tại khu vực Hạ Long thì không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Ở tại Hải Phòng cũng không mưa, nhiệt độ trong ngày không vượt quá ngưỡng là 26 độ. Khu vực miền Trung Bắc đèo Hải Vân trời còn nhiều mây, có nơi có mưa, đêm và sáng trời còn khá lạnh. Với mức nhiệt thấp nhất đêm nay ở tại khu vực Sầm Sơn, Phong Nha Kẻ Bàng và ở tại Huế là từ 20 đến 21 độ và cao nhất trưa mai trong khoảng là từ 24 cho đến 28 độ. Khu vực miền Trung Nam đèo Hải Vân, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm se lạnh, ngày nắng, các hoạt động du lịch trong vùng khá là thuận lợi. Ở tại khu vực Đà Nẵng thì nhiệt độ trong khoảng từ 20 đến 28 độ, còn ở tại Hội An thì nhiệt độ là từ 20 đến 27 độ, Bà Nà nhiệt độ chỉ từ 15 đến 25 độ. Khu vực du lịch biển Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, sáng sớm trời se lạnh, ban ngày trời cũng không quá oi bức, với mức nhiệt độ thấp nhất đêm nay là từ 21 cho đến 24 độ và cao nhất trưa mai rơi vào khoảng từ 28 cho đến 31 độ, nên rất thuận lợi cho các hành trình tham quan và khám phá cảnh đẹp nơi đây. Khu vực Tây Nguyên, thời tiết khu vực vẫn duy trì trạng thái là ổn định, với mây thay đổi, không mưa ngày nắng. Ở tại Pleiku, nhiệt độ là từ 17 đến 30 độ. Ở tại Buôn Ma Thuột, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Riêng tại Đà Lạt, nhiệt độ là từ 12 đến 25 độ. Thời tiết tiếp tục thuận lợi cho các hành trình du lịch trong những ngày cận Tết ở tại khu vực Nam Bộ, với tiết trời phổ biến là có mây thay đổi, không mưa ngày nắng. Ở tại khu vực Tây Ninh thì nhiệt độ là từ 21 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ trong ngày cũng hầu như là không vượt quá ngưỡng 32 độ. U Minh nhiệt độ là từ 23 đến 31 độ. Du lịch biển đảo Phú Quốc, Côn Đảo thời tiết khá tốt, ngày ít mây, trời nắng, sóng gió trên biển cũng không mạnh nên khá thuận lợi cho những hoạt động hàng hải cũng như là du lịch biển. Ở tại khu vực Côn Đảo thì nhiệt độ là từ 24 đến 29 độ. Ở tại khu vực Phú Quốc nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch ngày 28 Tết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.